Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là combo bộ má phanh trước của Potensis 2018. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Ford có chi nhánh tại Trung Quốc. Đây chính là cái bộ má phanh của nó. Ở combo bộ má phanh này thì sẽ bao gồm 4 má, anh em có thể nhìn này. Với cái má phanh xịn này thì riêng về cái mặt má này nó khá là mịn, nó không bị gợn và thân má rất là dày, anh em có thể nhìn. Đấy, đây là mặt trước của má phanh nhé. Sau mặt sau của má phanh thì mỗi một má phanh thì sẽ có dập là Ford AutoStand. Đây. Má với má xịn thì tất cả các má nó sẽ đều có mã hết. Anh em nhìn thấy không? Đó. Riêng đồ của Ford Transit xịn thì sẽ từ Trung Quốc xuất anh em nhé. Như nó sẽ không như Ranger và một số dòng Mondeo hoặc là Ford Fiesta thì nó sẽ là từ Thái Lan hoặc Hàn Quốc, nhưng riêng phòng Transit này xịn thì của nó sẽ là được xuất từ Trung Quốc. Đó. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó chính là bộ má phanh trước của con Transit 2018. Anh em quan tâm tìm hiểu cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.